Những loại cá là khắc tinh của bệnh loãng xương ở người cao tuổi. Cá mòi là loại cá nhỏ chứa nhiều canxi, axit béo omega 3 và vitamin D, có nhiều tác dụng kỳ diệu trong việc xây dựng khối lượng xương. Cá mòi cũng rất giàu khoáng chất và vitamin thiết yếu khác giúp tránh xa bệnh tật. Chúng cũng kiểm soát tốt lượng đường trong máu trong cơ thể. Cá hồi chứa nhiều axit béo omega 3, cá hồi và các loại cá béo khác có đặc tính tăng cường xương. Chúng cũng chứa vitamin D giúp hấp thụ canxi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng bổ sung dầu cá, đặc biệt là dầu cá hồi, làm giảm tình trạng mất mật độ xương ở phụ nữ, điều có thể giúp ngăn ngừa loãng xương. Cá thu, ngoài việc giàu axit béo omega 3 và axit béo không bão hòa đơn, cá thu còn có hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Nó cũng chứa lượng lớn vitamin D, đóng vai trò trong việc hấp thụ canxi. Cá thu cũng chứa các hợp chất chống viêm, giúp giảm đau khớp và cứng cơ ở những người bị viêm khớp dạng thấp.